Ông Giuse đưa cho lính xem lệnh viết tay của Philato để được đi qua. Lính tráng tỏ ý sẵn sàng tuân theo lệnh ấy, nhưng đồng thời giải thích rằng họ đã cố mở cổng nhưng vô ích. Có lẽ cổng bị hư hại đâu đó sau trận động đất. Và các cung thủ được sai đi đập dập ống chân cũng phải trở về qua cổng ở góc thành. Nhưng khi ông Giuse và ông Nicodemo nắm lấy chốt cửa thì cổng tự động mở ra dễ dàng, khiến những người đứng quanh đó đều vô cùng ngạc nhiên. Trời vẫn nhiều mây và tối đen khi họ đến núi Canvê. Ở đây họ thấy các đầy tớ mà họ sai đến và các bà thánh thiện thì đang ngồi khóc trước thập giá. Ông Cassio và một vài người lính đã hoán cải đứng đằng xa. Thái độ của họ rất thận trọng và kính cẩn. Hai ông Giuse và Nicodemo kể cho Đức Thánh Trinh Nữ và ông Gioan nghe về những điều họ đã làm để cứu Đức Giêsu thoát khỏi cái chết nhục nhã. Và ngược lại, họ được nghe các bà kể họ đã làm thế nào để ngăn không cho cung thủ đánh dập ống chân Đức Chúa, và lời tiên tri đã được thể hiện như thế nào. Họ cũng nói về vết thương lớn cạnh sườn do ông Cassio đã dùng giáo đâm như thế nào. Ngay khi quan bách quân Abenada đến nơi, họ bắt đầu kính cẩn tập trung thần khí sâu xa và khởi sự công tác tăng tốc. Và thánh thiện là tháo gỡ xuống khỏi thập giá và tẩm liệm thân thể đáng tôn thờ của Đức Chúa chúng ta. Đức Thánh Trinh Nữ và bà Madalena ngồi trên mô đất dưới chân thập giá, trong khi bên tay mặt giữa thập giá Chúa Giêsu và Dima, các phụ nữ khác đang bận rộn sắp xếp thuốc thơm, khăn liệm, nước, bọt biển và bình đựng nước. Chỉ huy phó Cassio cũng tiến lên và cho Abenada biết về sự kiện mắt mình đã được chữa lành một cách nhiệm màu. Tất cả đều cực kỳ xúc động, con tim tràn đầy buồn thảm và yêu thương. Nhưng đồng thời, họ cũng giữ im lặng, trang trọng, mọi cử động đều trang nghiêm kính cẩn. Đôi khi bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ vì một lời than nghẹn ngào hoặc một tiếng thở dài não nuột không kiềm chế nổi bộc phát từ người này người nọ. Nhưng ai nấy đều hết sức chú tâm vào công việc đạo đức họ đang làm. Bà Madalena thì hoàn toàn không kềm chế được nỗi đắng cay buồn tủi trong trái tim sầu héo của bà, bất chấp sự việc và cảnh vật chung quanh. Ông Nicodemo và ông Giuse đặt thang dựa vào lưng thập giá và trèo lên, tay cầm một tấm vải dài có gắn ba đai rộng. Họ cột thân thể Đức Giêsu dưới cánh tay và đầu gối vào thân thập giá và giữ chắc hai cánh tay bằng những miếng vải gai đệm dưới hai bàn tay. Sau đó họ dùng đầu sắt cứng đóng vào mũi đinh lồi ra phía sau thập giá để đẩy đinh ra. Hai bàn tay rất thánh Đức Giêsu vì vậy không bị lay động mấy, và đinh rời ra dễ dàng khỏi vết thương đã bị nới rộng thêm vì sức nặng của thân thể. Bây giờ có vải nâng đỡ, không còn bị treo trên đinh nữa. Phần dưới thân thể chùng xuống trên hai đầu gối. Giờ đây vì có tấm vải buộc vào hai cánh thập giá nên có tư thế tự nhiên. Trong khi ông Giuse tháo đinh bên tay trái và để cánh tay từ từ buông xuống dọc theo thân thể, thì ông Nicodemo cột cánh tay phải của Đức Giêsu vào cánh tay phải của thập giá, cũng như đầu rất thánh của Chúa đội mão gai gục xuống phía vai phải. Rồi ông nhổ đinh bên phải ra, và sau khi quấn cánh tay vào tấm vải ông để cho cánh tay từ từ hạ xuống dọc thân thể Chúa. Đồng thời trong lúc này, quan bách quân Abinada phải khó nhọc lắm mới nhổ được chiếc đinh lớn đóng ở chân. Ông Cassio kính cẩn nhặt các đinh này và đặt dưới chân Đức Trinh Nữ. Kế đó, họ dựa thang đứng thẳng phía trước thập giá gần với thân thể Chúa, nới lỏng dây đai cột phía trên, móc vào một trong các cái móc dọc theo thân. Họ cũng làm như vậy với hai dây đai khác và chuyển tất cả từ móc này sang móc kia để từ từ hạ thân thể Chúa xuống chỗ quan bách quân Abenada, lúc đó đang đứng trên một ghế đẩu. Ông đưa tay ra giữ lấy thân thể cực trọng bên dưới đầu gối, trong khi hai ông Nicodemo và Giuse từ từ đi xuống ngưng lại ở từng nấc thang
một cách vô cùng cẩn trọng. Người ta ôm thân thể của một người bạn chí thiết đang bị thương nặng. Đó là cách thức thân thể cực thánh tím bầm của đấng cứu thế thần thiên được đưa xuống mặt đất. Cảnh tượng vô cùng cảm động. Tất cả đều thận trọng và hết sức lo âu, như để tránh không gây thêm đau đớn cho Đức Giêsu. Hầu hết mọi người đều tập trung lòng kính yêu của họ vào thân thể rất thánh của người, như họ vẫn tỏ ra với Chúa cứu thế khi người còn sống. Mọi con mắt đều đăm chiêm ngắm nhìn và theo dõi từng cử động của thân thể đáng tôn thờ của Chúa. Họ giơ tay lên trời, mắt đẫm lệ, biểu lộ nỗi đau đớn cực kỳ âu lo của họ bằng mọi cách. Tuy nhiên mọi người đều tuyệt đối lặng lẽ. Ngay cả những người lo săn sóc thân thể Chúa cũng rất ít nói. Và khi bắt buộc phải lưu ý nhau điều gì thì họ cũng chỉ nói thầm thôi. Trong khi phải tháo đinh bằng những nhát búa mạnh, thì Đức Maria, bà Madalena cũng như tất cả những người hiện diện lúc Chúa bị đóng đinh lại cảm thấy như chính trái tim của họ bị đâm thâu. Tiếng động làm họ nhớ lại những đau đớn của Đức Giêsu, đến nỗi họ không kềm chế nổi cơn run sợ, vì như họ sợ rằng lại phải nghe tiếng la đau đớn của người. Dù than ôi, cùng lúc đó họ đau buồn, vì đôi môi nay đã yên lặng để chứng tỏ rằng người chắc chắn đã chết thật rồi. Xác Chúa được quấn trong vải gai từ đầu gối đến bụng, khi được tháo xuống, nay đem đặt trong tay Đức Thánh Trinh Nữ. Và với cõi lòng tan nát bị thương và yêu mến, mẹ giang tay ra đón lấy gánh nặng quý báu vô ngần được trao cho mẹ.